Chào quay trở lại với kênh 195 Lock. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ với em cách để chúng ta có thể chơi những cái tựa game như Free Fire, Liên Quân, hoành cho những cái máy yếu nha. Máy yếu, máy tầm trung trở xuống á, những cái máy mà đại tống rồi anh em. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với em cách để chúng ta có thể khắc phục cái tình trạng nhược lát ha. Rồi, và trên điện thoại và trong game và những cái ứng dụng mà hỗ trợ cho anh em giảm lắc luôn ha. Thì đầu tiên trên điện thoại trước đi anh em. Trên điện thoại thì chúng ta sẽ ủng hộ cửa hàng Google Play nè. Đó, ví dụ như tình trạng là máy anh em mà sử dụng mà lâu ngày á thì chắc chắn là ảnh hưởng rất là nhiều tới cái trải nghiệm của. Ví dụ như nó cập nhật thường xuyên á thì nó sẽ gây tình trạng giật lag ha. Và cái lên trò cái lên trò là cái này nè, đó mình đang lướt là cái lên trò mặc định của máy. Bây giờ anh em sẽ vào cửa hàng Google Play nè, anh em tìm cho mình cái ứng dụng có tên là lên trò đi. Lâu trò đó nè. Là cái trình khởi chạy mặc định đó. Thì anh em sẽ tải cái tìm cái từ khóa là lên trò như thế này nè. Đây, nó sẽ học sổ ra chúng ta rất là nhiều cái ứng dụng mà chúng ta giúp cho máy anh em có thể giảm tắc chúng ta chơi game nó mượt hơn rất là nhiều. Ở đây thì anh em sẽ chọn những cái lên trò nào mà nó nhẹ nè. Ví dụ như những lên trò mà chỉ có 1 mê nè, 3.8 mê nè, hoặc là lên trò rất là nhiều, anh em tự em hiểu thêm nha, đây khá là nhiều luôn. Tải rất là dễ thôi. Ví dụ như Ola lên trò nè, minimal nè thì có 873 kilobyte thôi. Đó, ví dụ như lên trò này mình thấy khá là nhẹ nè, anh em chỉ cần bấm cài đặt. Ví dụ như mình cài đặt ứng dụng này ha. Đó, Ola lên trò nè, minimal nè, chúng ta cài lên. Đó, dung lượng chỉ có chưa tới 1 mê nữa. Này phù hợp với những cái điện thoại mà bộ nhớ RAM thích ít nè, rồi bộ nhớ trong cũng ít nè. Những điện thoại mà đại tống thì chúng ta sẽ sử dụng cái lên trò này. Đó, thì anh em sẽ sử dụng cái lên trò này rất là dễ. Chúng ta chỉ cần nhấn giữ qua, chúng ta sẽ chọn cái ứng dụng mà anh em muốn xài. Đó, nhấn giữ vào nè, cái chữ để chữ app nè ha. Đó, muốn xài app gì á. Này là khá nhẹ rồi nè, nó không có gì hết á. Nên là cái máy của anh em á nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Đó, thấy không? Đây là ứng dụng nè. Rồi, nói chung là cái lên trò này nó chả có cái gì luôn. Đó, nó chỉ có chữ thôi. Bấm vô là chúng ta sẽ sử dụng. Ví dụ như anh em sử dụng cái camera thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ sổ camera cho chúng ta ha. Rồi ở đây thì mình đã không có đặt tình trạng mặc định á, nên là nó sẽ về cái lên trò mặc định của máy. Còn anh em nào mà muốn sử dụng lên trò luôn thì chúng ta đặt cho nó về mặc định nha. Mặc định như lên trò luôn thì máy nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Nói chung là đỡ tốn pin hơn nữa anh em. Nói chung là nhẹ lắm. Rồi cái thứ hai giải quyết cái vấn đề mà RAM nè, là chúng ta sẽ tải ứng dụng của tên là RAM CE nè, RAM Con nè. Thì chúng ta vào cái cũng CS Play luôn. Anh em tìm cái từ khóa là RAM CALC. Đây. Cái này hồi xưa là RAM Linux đó nè, nhưng mà bây giờ để là đợt. Bây giờ đổi tên lại là RAM Con nè. Không biết đặt gì đúng không ha. Rồi ok, anh em tải ứng dụng này về, ứng dụng này cũng khá nhẹ. Sau khi tải lên thì chúng ta mở lên chúng ta nè. Đó này thấy không? Bấm chỉ cần bấm vô là nó sẽ tự động webcam chúng ta luôn. Rồi anh em bấm một cái nút cài đặt nè. Rồi anh em có thể chỉnh một số chức năng của nó. Rồi ví dụ như anh em bấm một cái bàn tay này nè. Ở đây thì nó sẽ có chúng ta cái mức độ quét là yếu đến siêu mạnh luôn. Anh em có thể chọn giá trị đặt trước là vừa, quét vừa đó anh em, quét vừa, quét tiêu chuẩn, quét mạnh, quét siêu mạnh, quét yếu thì theo ha. Ở đây thì mình sẽ để cho mức là siêu mạnh và mạnh nha. Nếu mình để siêu mạnh thì nó đẩy tới mức này, nó sẽ rồi anh em sẽ bấm vào đây để chúng ta quét nha. Đó, rất là dễ thôi, ứng dụng này khá là nhẹ, nó chạy trên cái cửa sổ như thế này. Rồi, em thấy bộ nhớ RAM đã sử dụng và bộ nhớ RAM trống không? Rồi ok nha. Rồi, cái vấn đề thứ ba nữa, mình muốn nói cho anh em nữa là cái ứng dụng mà tạo qua RAM ảo nè. RAM ảo Noroid nè, thì anh em sẽ sử dụng cái ứng dụng này là Swap Noroid đó, mình cũng đã chia sẻ ứng dụng này cho anh em rồi. Đó, thì cũng trên CS Play thôi anh em. Anh em tìm cái từ khóa Swap Noroid là trên CS Play nó có nè. Ở đây anh em sẽ thấy cái thằng là swap size là cái chúng ta muốn tạo một cái RAM ảo ở đây. Ví dụ giá trị anh em muốn đặt là 1GB ảo thì chúng ta sẽ kéo ở mức này 1GB, hoặc tối đa ứng dụng này cho phép là 8GB. Đó, ví dụ như mình muốn đặt là 1GB, 2GB đi thì mình sẽ kéo ở mức này. Đó, 2GB. Rồi, 2GB, 3GB. Chúng ta sẽ bấm chữ Swap. Rồi. Và chúng ta sẽ xem cái những game gì đó thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta xem vẫn còn, rồi chúng ta sẽ mới đặt được nha. Sau khi đặt xong á thì chúng ta sử dụng để khởi động lại điện thoại. Rồi sau đó nếu mà muốn xóa dữ liệu á, muốn xóa cái swap game này nè, thì chúng ta bấm vào cái phần là delete swap nha. Delete swap. Cái này mình chưa có tạo nên là nó sẽ không có khoảng cái file swap. Còn anh em nào có tạo cái file swap rồi thì nó sẽ bấm vào đây anh em sẽ xóa nha. Đó, rất là dễ thôi chứ không có gì rắc rối trong những ứng dụng này hết. Rồi, cái thứ ba
mà cái ứng dụng hỗ trợ nữa mình thấy cũng khá ok, đó là cái Reup. Cái Reup này trên CS Play có nè anh em tìm cái từ khóa rồi Reup là có thôi đó. Ví dụ như anh em nào mà không biết cái từ khóa Reup thì như thế nào, anh em tìm cái từ khóa này nè, REA nè, đó thì anh em thấy là Reup Booster nè. Rồi em thấy ứng dụng này không, mình đã tải về rồi nè, và mình sẽ xem được đánh giá của ta như thế nào. App hay nè, tăng tốc cho cả game Liên Quân, Roblox và PUBG nè, dùng chơi mượt nè, app này rất hay nè, giảm lag gì nè, thì chúng ta bấm xem phim là chơi Roblox mượt lắm nha, cho năm sau nè. Đó anh em nào mà chơi Roblox thì chúng ta sử dụng ứng dụng này luôn, chơi Roblox mượt hơn đó. Rồi tuyệt vời quá nè, ok ok rất là nhiều đó. Ứng dụng quá tuyệt vời. Rồi mình thấy được đánh giá như thế này. Rồi ok anh em, sau khi mà anh ta vào được cái giao diện của ứng dụng Reup này á, thì anh em sẽ thấy nó có sẽ có 3 phần ở dưới này. Phần này là phần game này. Rồi ok, phần này là phần tăng tốc và phần này là phần hỗ trợ. Trong đây có phần cài đặt. Rồi, nhiều à, giá khá đơn giản nha. Rồi ok, quay ra, chúng ta sẽ vào cái phần tăng tốc nè. Tăng tốc á thì nó có thêm một cái này. Đấy, anh em thấy không? Anh em nào chơi Roblox thì mình sẽ đặt cái tiêu đề là Fix Lag Roblox và Liên Quân Free Fire luôn nha anh em. Tại vì ở đây nè. Đó, những cách này thì nó sẽ phù hợp cho những tất cả các loại game luôn, từ Free Fire, Roblox, Liên Quân. Đó nên là mình sẽ đặt tiêu đề là Fix Lag Roblox hoặc Free Fire luôn anh em. Đó nè, cho anh em nào thắc mắc hỏi sao gì đi. À gì đó. Rồi ok, ví dụ như anh em bấm vào Roblox thì ta bấm vào đây. Muốn chơi Roblox không? Ta bấm vào Roblox nè. Rồi anh em sẽ thấy là công nghệ tăng tốc và có cái phần là tăng tốc kép. Mình khuyên anh em á, nếu mà anh em nào mạng yếu quá thì ví dụ như anh em chơi mà tăng tốc kép á thì pin nó sẽ không ổn định nha anh em. Mình nghĩ là mình đã test trên Free Fire thì nó hơn 100 ngoài pin á, hơn 100 ngoài pin nha. Rồi, anh em có thể ví dụ như anh em muốn dừng tăng tốc á thì chúng ta bấm dừng. Rồi ok anh em, ví dụ như anh em không muốn tăng tốc kép thì chúng ta bấm vào đây nè. Anh em sẽ tắt cái chế độ tăng tốc kép nè. Rồi sau khi mở thì game sẽ duy trì tốc độ mạng tối ưu nhất, giúp cải thiện gọi là tình trạng nước mạng giật lag. Nếu mà anh em bật cái tính năng tăng tốc kép này lên, nó sẽ sử dụng cái VPN đúng không ta? Đó. Thì khu vực của Việt Nam mình á, hoặc là khu vực của mình hiện tại á, mình thấy là pin nó hơn trong ngoài á. Nên là mình tắt cái tăng tốc kép. Còn anh em nào muốn sử dụng tăng tốc kép thì chúng ta chỉ cần bật lên thôi. Đó ha, tùy theo anh em ha. Anh em thấy ở khu vực của anh em mà mạng tốt á, hoặc là giật lag quá thì chúng ta bật lên xem là mạng có đỡ hơn không ha. Rồi, ví dụ mình về lại tăng tốc nè, bây giờ mình sẽ bỏ Free Fire mắt nè. Mình bấm vào. Đó. Thì giao diện khá là dễ, và anh em thấy là có cái chìa khóa đây là mình nghi là còn đã vào cái chế độ tăng tốc kép luôn rồi. Đó, nó sẽ bổ sung cho chúng ta thêm một cái phần mạng nữa. Mạng di động á nghe, chứ không phải mạng trong game nha, mạng di động á. Đó, mình thấy là mầm mở game lên cũng khá nhanh ha. Được, ok, ứng dụng này ngon á, hết nước chấm ứng dụng này nha. Đỉnh cao của chóp luôn rồi đó, đỉnh cao của chóp của hình học rồi đó. Rồi, ok. Rồi anh em sẽ thấy là cái giao diện này, bật chế độ tăng tốc kép này, chúng ta bật vào đây ha. Đó. Để thì anh em sẽ thấy là bật thành công và anh em sẽ thấy là game đang chạy luôn nè. Đó, game đang chạy nha. Mình về đa nhiệm á. Mình về đa nhiệm nè. Mình sẽ về đa nhiệm nè, mình sẽ vào lại ứng dụng này nè. Anh em bấm dừng tăng tốc thì bấm đây ha, tại vì nó có hiển thị là 4G thời gian sử dụng nè. Rồi tăng tốc kép nè, chế độ tăng tốc nè. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dừng đi. Rồi. Ở đây thì có thêm những game như là Soccer nè, Liên Quân nè. Rồi nói chung là Gangnam Mobile nó còn tăng tốc nữa mà. Roblox nè. Đó, rất là nhiều luôn. Anh em mà tour tới đây là anh em hỏi Free Fire hoặc Liên Quân hoặc là PUBG có chơi được không thì mình không trả lời được nha. Anh em xem tới khúc này đi là anh em sẽ biết rồi ha. Rất là nhiều. Rồi, nói chung là game dài nào nó cũng tăng tốc. Ví dụ như game Mobile nè, Honor of King nè. Liên Quân nè, Arena of Valor nè, rồi League nè. Nói chung là Liên Quân tốc Liên Minh tốc chiến là bao star gì nó chơi được hết nè, thấy không nè. Pokemon Unite nè, Mobile Legends Bang Bang nè, đó nói chung là nhiều lắm nè. Rồi game chiến thuật nó hỗ trợ nè, chung là game này bạn cái ứng dụng này bá đạo lắm, tùm lum hết luôn á nè. eFootball nè, FIFA Soccer League này nè, đó 8Ball nè, Total Football nè, chung là không có game nào mà cái ứng dụng này không hỗ trợ hết, nên là anh em yên tâm nha. Rồi bây giờ qua tới cái những cái ứng dụng mà đã hỗ trợ xong rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ vào lại cái phần cài đặt của máy. Trong phần cài đặt này á thì anh em nếu mà điện thoại anh em mà có tốc độ làm mới cao á thì chúng ta bấm một phần là tìm tốc độ làm mới nè. Đó, máy mình hỗ trợ tốc độ làm mới là 120Hz nha. Anh em nào mà có từ 90Hz, 120, 144 thì chúng ta nên bật ở mức là anh em kiểu này mình không khuyên anh em bật tối đa, nhưng mà máy mình chỉ có cao nhất là 120Hz thì mình sẽ bật 120Hz. Bật lên á thì anh em vô game, ví dụ như những game như Free Fire thì nên sẽ bắn rất là mượt và tỷ lệ lên đầu khá cao. Đó, nó cũng là một cái trợ năng giúp cho anh em luôn.
Còn anh em mà muốn tiết kiệm pin thì chúng ta về 60 hạt. Còn anh em muốn chơi maximum không sợ gì trơn thì tối đa 120, hoặc là mình khuyên anh em ít nhất là cũng 90 hạt trở lên đi. Đó, ví dụ như máy này mà có 90 hạt thì mình cũng chọn 90 hạt rồi chứ không phải là chọn 120 ha. Tại cũng hay hao pin nóng máy tí. Rồi, cái thứ tiếp theo nữa đó là cái phần mở rộng. Máy anh em nào mà có phần là mở rộng bộ nhớ đó, thì nó sẽ sử dụng cái bộ nhớ trong của anh em làm RAM anh em. Đó anh em khỏi cần tạo RAM ảo thì ở đây. Ví dụ như máy mình nó cho tối đa là 5GB nhưng là bộ nhớ trong của mình hiện tại là gần hết rồi, nên là nó chỉ cho là tối đa 3GB, 2GB thôi, 2GB, 3GB ha. Còn 5GB thì để mình xóa thêm bộ nhớ thì nó sẽ hiện lên 5GB và cho mình sử dụng cái tính năng này. Và mình chỉ nè tăng RAM trên bằng cách là chiếm dung lượng lưu trữ nè. Sử dụng tính năng này để nó sẽ lấy bộ nhớ trong để làm RAM ha. Rồi, cái gì có trên máy thì nó sẽ tốt hơn để chúng ta cài từ ngoài vào ha. Tiếp theo nữa. Rồi, tiếp theo là vào cái phần là tùy chọn nhà phát triển. Tùy chọn nhà phát triển, máy mình để là developer xanh nè. Đó, còn em nó để chắc là tùy chọn nhà phát triển đó. Rồi, trong phần tùy chọn nhà phát triển này á thì anh em sẽ kéo xuống tiền cho mình những cái dòng sau đây. Này là tối ưu cho từng game nè. Tối ưu cho mọi game là kích thước bộ ghi điểm. Ở đây là nó sẽ liên quan tới con CPU máy. Nè, mặc định để 256 anh em có thể boost lên 1 MB hoặc là 4 MB. Khi mà chúng ta tăng tốc như thế này á, ta tăng cái bộ nhớ ghi điện của nó lên á, thì con CPU nó sẽ làm việc nhiều hơn và lượng lưu trữ của nó sẽ nhiều, lượng xử lý dữ liệu của nó sẽ nhiều hơn, nên là máy này sẽ mượt mà hơn. Đổi lại hao pin tí nha. Rồi ok, chơi game nó sẽ mượt hơn rất là nhiều đó. Cái chỗ là kích thước bộ ghi điện nè. Rồi, nói chung là xử lý đồ nó mượt hơn rất là nhiều ha. Rồi thêm một cái nữa nè, bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống tìm đến những cái phần sau đây ha. Ở trong cái tùy chọn nhà phát triển này có nhiều cái lắm. Còn cái phần độ rộng nhất là cái DPI này. DPI thì mình đã có một cái video chỉnh rất là chi tiết, anh em xem lại video đó đi. Rồi, còn cái phần là bắt buộc 4XMTi nữa, nó là cái khử ăn cưa á. Nếu mà bật lên á thì game nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà đổi lại thì máy nó hơi nóng một chút á. Rồi bây giờ mình sẽ bấm xuống cái phần là không giữ hoạt động nè. Khi mà anh ta kích lên tính năng này á thì mọi hoạt động trên ứng dụng trong RAM nó sẽ tắt hết. Nếu mà anh em thoát thì nó sẽ thoát luôn, nó không có nhớ được trong cái bộ nhớ RAM á. Ví dụ như anh em vô game mà anh em bật cái tính năng là không giữ hoạt động thì anh em thoát game ra, anh ta vào lại thì nó sẽ load lại từ đầu á. Nói vậy đi nha, hủy mọi hoạt động sau khi người dùng rời khỏi nè. Rồi, cái này phù hợp với những cái điện thoại yếu, những điện thoại cấu hình yếu, những cái điện thoại RAM thấp nha. Giới hạn tiến trình chạy nền cũng vậy luôn, nó là ảnh hưởng tới RAM nè. Điện thoại RAM 2-3GB thì chúng ta nên sử dụng một hoặc hai tiến trình thôi nha. Đó, thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Rồi, nói chung là vòng như thế này á, thì trong video này mình đã nói chia sẻ cho Free Fire, Liên Quân và PUBG Mobile hoặc là Golok luôn. Nói chung là nhiều ứng dụng cùng một nhiều trò chơi cùng một lúc đó. Rồi, chứ không phải là Free Fire không. Rồi, anh em thấy hay đừng quên cho mình một like và đăng ký nha. Nhớ chia sẻ video này cho mọi người biết. Gặp lại video khác.